Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, ở video trước mình có đã có nói là mình sẽ review cái bộ trang bị gold đen cho anh em xem phải không? Thì ở video này thì mình sẽ tiến hành review cái bộ trang bị đó cho anh em xem thử là nó như thế nào và cần cái nguyên liệu gì để có thể đột phá lên cái bộ trang bị đó và các cái chỉ số nó có ngon hay là không nha anh em. Thì không đợi anh em để lâu nữa, thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển luôn. Trước mắt anh em đang là một cái tên nhân vật quá là quen đội này mà anh em nhìn vô chắc là cũng đã đoán được cái ạc này của ai rồi phải không nè. Thôi không để anh em để lâu nữa, anh em chúng ta sẽ tiến hành review bộ trang bị gold đen nha. Rồi ok, anh em chúng ta sẽ tiến hành vào game ngay và luôn anh em à. Đấy, để xem thử bộ trang bị gold đen sẽ là như thế nào đây. Green Quy hiện tại bây giờ đang là 149T. Ở video trước thì anh em cũng đã có solo thử với anh em xem với cái ạc của ông chuối. Ạc ông chuối hiện tại giờ đang là có chủ mới đang chơi. Đó, thì mình đã solo với lại Green Quy thì anh em cũng đã biết được cái lực chiến của Green Quy rồi. Chắc là mình sẽ không có show chi tiết cái chỉ số hồi công ở đây, hồi sĩ khí hay tốc độ công này kia của cái ạc này cho anh em xem được nha. Tại vì sắp tới sẽ diễn ra cái giải trọi châu nữa rồi em à. Thì lộ ra thì nó lại cũng không hay. Vì vậy mà mình sẽ xin phép giữ bí mật cái phần đó nha anh em. Mình chỉ sẽ show cho anh em xem được cái thiên thư nè, SP trận pháp hay là bộ trang bị, các cái dòng đúc khi các kiểu thôi. Đó, mấy cái đó thì nói chung là nó phổ biến quá rồi anh em à, cho nên là ai cũng biết hết này. Các cái dòng đúc cho nên là không có cái vấn đề gì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giải chọi châu sắp tới đâu. Rồi ok, hiện tại bây giờ là Green Quy đang là VIP 13 nha anh em, VIP 13. Không biết là có anh em nào thích xem sao kê không. Wow, nó dài thon lòn như cái chân cầu Sài Gòn vậy anh em à. Wow, mình kéo nãy giờ mình nó chưa thúng tới dưới anh em à. Ui, để mà cộng hết cái đống tiền lại cũng hơi bị đuối nha anh em, hơi bị dài luôn anh em à, quá xa dài anh em à. Trời ơi, nhìn cái con số chóng mặt lên em ơi. Wow, tính ra là ngày nào cũng có nạp mà ngày nào cũng nạp mấy lần hết anh em. Trời ơi, cái ngày 11 tháng 11 anh em à. Wow, quá xá anh em ơi. Để cái ngày 11 không một đống luôn anh em à. Vậy là cái ạc này chơi cũng khá là lâu rồi nha anh em. Nạp thêm 103.670 kim cương nó sẽ tăng lên được cái VIP 14. Hiện tại bây giờ đang là VIP 13 với lại với 347.640 kim cương và 1.930.000 ngọc anh em à. Rồi anh em chúng ta sẽ SEO và tiến hành soi để cái ký danh. Ồ trời, bữa nay chưa ký danh đó nè. Biết quá cho nên là cũng chả cần làm nhiệm vụ với lại ký danh làm gì cho nó mệt mỏi anh em. Có tiền nạp vô là được rồi. Đây, hiện tại thì bây giờ cái thiên thư hải quân là 101, 103, 118 nha anh em. Có con nào chưa thức tỉnh thì phải anh em, 14 á. Hình như là hiện tại bây giờ là có 14 con thức tỉnh đấy phải anh em. Hay là con Big Mom chưa anh em à. Hiện tại bây giờ đã là 16 anh em à. Thêm con Kizaru nữa, hiện tại bây giờ Kizaru của Gianqui chỉ mới lên được có 3 sao anh em à. Mình chưa có soi thử cái skin của Kizaru mới nên anh em đợi xíu mình soi thử luôn nha. Đây, à hai cái skin nữa. Hai cái skin nữa anh em. Cái skin này là skin gì ta? Ngoại trang Kizaru. Hình như là cái này là cái mới này phải anh em, nhưng mà nó chưa có bán hay sao. Không biết ở trong shop có chưa. Mình nghĩ là nếu mà có thì chắc là Rianqui cũng lụm luôn anh em à. Còn đây là skin Kizaru thức tỉnh nè. Bây giờ thức tỉnh hay không thì nó cũng không thể nào vô được meta nữa em. Skill nói chung là ngon lắm nhưng mà khi mà xong trận thì mới biết được nó như thế nào. Rồi, ôi nãy giờ nói xàm láp hết 4-5 phút của anh ta anh em à. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành soi nhanh cái ESP trận pháp. Hiện tại bây giờ đang là 333 anh em à, 333. Lên được 355 sẽ hồi công được thêm 6 điểm mới nè anh em. Wow, lên được cái móc này nó sẽ ngon thêm mới anh em. Xác suất né thêm 2% nữa nè. Còn cái móc 340 thì shop ở trí thêm 3 triệu. Cũng quá là ngon anh em. Mua được không phê chiến, mua được thủ. Ui, mình thấy là mỗi cái hồi công ở cái móc 335 là ok nhất anh em. Bây giờ muốn lên tới 335 thì không biết cần bao nhiêu cái ESP trận pháp ở đây. Nó sẽ cần tới 38 triệu anh em à. 38 triệu có thể lên được một lép.
vãi chưởng, số khủng khiếp anh em ơi. Ngọc ngự mã nè, hiện tại giờ ngọc ngự mã đang là level 25, còn lại thì 30 có ngọc bích lan này mới 27 anh em. Ngự mã 25 nè, bên dưới này thì maximum 30 hết rồi, maximum 30 hết luôn. Ngọc ngự mã này nó hơi khó kiếm một xíu anh em. Rồi xong, để trong gương trang bị, gương trang bị gâu đen, ôi vãi chưởng. Hiện tại bây giờ còn 33 gương trang bị gâu đen rồi anh em à. Wow, đây là cái hình của cái bộ trang bị gâu đen, là cái ba cái đầu lâu nha anh em. Gương trang bị Kaido thì nó có hình biểu tượng của Kaido, có hình con này hai cái ngà của con voi mammoth dắt là phải anh em à. Còn đây là cái gương trang bị gâu trắng thì có cái biểu tượng gâu trắng anh em à. Không có gương trang bị san nè, gương trang bị san thì nó sẽ có cái biểu tượng san luôn. Rồi ok, xong 276 cái gương trang bị tự chọn, còn cái này là ngẫu nhiên. 6445 cái bùa chi nã, còn 11 cái đá chuyển hóa đây mà. Hình như là đang có sự kiện đổi đồ phải. Đúng rồi nè, hết lượng anh em. Trời ơi, đổi sạch xanh xanh, không còn một cái nào luôn anh em à. Wow, quá là VIP anh em ơi. Đổi sạch sẽ, không còn một cái gì luôn, quá là ngon. Để xíu mình sẽ đi solo thử cho anh em xem nha. Tại giờ bia cũng còn khá là nhiều nè. Rồi, cái phần quan trọng nhất ở trong cái video này chính là cái bộ trang bị gâu đen nha anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi thử cái bộ trang bị gâu đen của bạn Rian Quy. Wow, không biết là con nào đang sở hữu cái bộ trang bị gâu đen này, không biết con nào đang đeo đây em à. Các cái kỹ năng nè, đây bây giờ mình sẽ soi thử con Sanji trước nha anh em. Bỏ Sanji thôi mà 51.42T. Wow, đây là cái bộ trang bị gâu đen. Gâu đen anh em à. Đây là cái vũ khí của gâu đen, với cái dòng đúc là bị không giảm sĩ khí, xác suất né, tốc độ công với lại kháng bạo, hồi công, quá là chuẩn luôn anh em à. Chuẩn không cần chỉnh. Tốc độ công của cái bộ trang bị này là 45 nha anh em, xác suất né là 12 và hồi công là 30. Đây là cái bộ trang bị nó đã lên được bạch kim rồi anh em à, còn không biết cái bộ trang bị đỏ thì nó sẽ như thế nào. Ở đây thì nó không có cái món đỏ nào để anh em xem thử ha. Đây, ở đây là một cái món màu vàng chưa khảm anh em à. Nếu mà cái set này á, nếu mà chưa lên đỏ thì nó sẽ có là cái tốc độ công là 30, xác suất né là 8 với lại hồi công là 18, còn bộ trang bị gâu trắng là 25, 8 với lại 15. Đây, anh em muốn thấy xem. Đó, nó chênh lệch nhau. Ủa, cái này là bộ trang bị san, bộ trang bị san đây mà. Đó, tốc độ công là 25, hồi công 15. Còn này tốc độ công 30, hồi công 18. Cái này là tốc độ công 25, hồi công 15 luôn. Vậy là 25, 15, nhưng mà bù lại thì nó được thêm cái dòng xác suất né thay vì là cái dòng sói bỏ trí của cái bộ trang bị san nha anh em. Sói bỏ trí này nó không cần thiết. Đây, chủ yếu là cái dòng né nè, cái dòng né này là ngon rồi mà. Đó, tốc độ công, xác suất né với lại hồi công. Qua tới cái bộ trang bị gâu đen thì anh em sẽ thấy tăng lên là 30, 8 với lại 18. Còn cái này là 25, 8, xác suất né cũng là 8 nha anh em. Thay vào đó cái dòng hồi công này sẽ ngon hơn, cái bộ trang bị gâu đen nó ngon hơn, nó lên tới 18 anh em à. 18. Và ở đây thì nó không có bộ trang bị đỏ nào để anh em có thể là so sánh được. Nhưng mà mình có thể là so sánh được cái đó, bộ bình thường thì khi mà lên thì nó đây, cái này là bạch kim anh em à. Bộ trang bị bạch kim của con gâu trắng để cho anh em xem thử ha. 40 12 với lại 25. 45 12 với lại 30. Đây, nó chênh lệch nhau, cái dòng né thì nó cũng vẫn y như cũ nha anh em. Dòng né thì nó cũng không có thay đổi gì mấy. Nhưng mà riêng cái dòng tốc độ công với lại cái dòng hồi công nó có thay đổi nha em à. Lên 5 điểm tốc độ công, tăng thêm 5 điểm với lại cái hồi công cũng thêm 5 điểm thôi nha em à. Đó, hồi công chỉ có 25 thôi. Còn này nó hồi công lên tới 30. Wow, quá là ngon em à. Mình không có biết là cái chỉ số hồi công bao nhiêu, nhưng mà xíu nữa mình sẽ, khi mình tắt video mình sẽ xem thử, mình sẽ soi thử là cái chỉ số này như thế nào. Còn bây giờ anh em chúng ta sẽ xem thử cái bộ trang bị gâu trắng maximum với lại cái bộ trang bị gâu gâu đen maximum sẽ chênh lệch nhau như thế nào anh em. Ở đây thì không có bộ trang bị gâu trắng bạch kim nào maximum hết em ơi. Wow, phải có thì mình sẽ so sánh thử. Trời ơi, gâu đen không luôn em à, đen dâu không luôn nè, vãi chưởng. Nó không có cái bộ nào maximum để em chúng ta xem thử là cái sát thương vật lý không nè, 580% hình như là nó cũng bằng với lại cái bộ trang bị gâu
Full đen luôn thì phải anh em. Chắc là như là như vậy anh em, hình như là nó bằng nhau luôn thì phải. Nếu mà mình nhớ không lầm là cái bộ trang bị gold trắng thì nó cũng maximum là 580%. Xuất thương vật lý không anh em. Còn cái không vật lý này thì mình không không biết chính xác là bao nhiêu. Để mình xem nữa, có một cái món trang bị gold trắng bạch kim rồi anh em. Bạch kim mà lên được 7 sao anh em. Bộ trang bị gold đen lên bạch kim 7 sao. Đây 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 đây, có một món anh em ạ. Cái sát thương phép là 739k. Còn cái này là 676k. Đó. Hình như là sát thương không phép và không kia nó cũng xem nhau thôi anh em. Đây. 746. Còn này là 739. Đúng rồi anh em ạ, lên sau nó lên được thêm nhiêu đây là đúng rồi anh em. Đây anh em có thể so sánh thử nha. Gold trắng 7 sao thì nó là 676k đam. Còn đối với cái trang bị gold đen 7 sao nó lên tới 739.900 đây nè. Đó. Anh em có thể là so sánh thử xem như thế nào nha. Còn HP. HP thì ở đây thì không có bộ trang bị gold trắng rồi để cho anh em có thể so sánh được ha. Toàn là gold đen. Đây. Rồi. Gold trắng hết rồi anh em ạ. Đây 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 đây, có một cái bộ trang bị gold đen lên được 7 sao để mình sẽ so sánh với lại cái bộ trang bị gold trắng 7 sao nha. Kaido nè. 1.4m này mà 1.4 triệu HP. Cây đô mà khỏi khỏi phải bàn anh em ạ. Đây 5.7 triệu anh em ạ, 5.7 triệu HP nha. Còn cái bộ trang bị gold trắng cũng 5.7 triệu HP luôn anh em ạ. Cái vũ khí là 477k. Để mình xem thử. Đấy, con nào đang cầm ta? Con Inel vậy, 477 cũng vẫn là 477k luôn anh em ạ. Bộ trang bị đỏ thì nó cũng không có chênh lệch nhau mấy anh em. Cũng là 477k phòng thủ vật lý luôn. Còn nào đang cầm người ta? Tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Ủa? À, cái này cái bộ trang bị gold trắng anh em à. Mình xôi anh em mình nhầm. Bộ trang bị gold trắng. Bộ trang bị gold đen đâu ta? Tại thì bây giờ không có bộ trang. À đây đây đây, đây. Đúng rồi, bộ trang bị gold đen bên đây chứ. Nhầm xôi anh em. 477 mình so sánh với lại bộ trang bị gold trắng mà. Cũng là 477 luôn anh em à. Ủa nó cũng không khác nhau gì mấy anh em à. Có thể là lên bạch kim thì nó mới khác nhau thôi, còn ở cái bậc đỏ thì nó cũng y na ná nhau anh em à, nó cũng bằng nhau luôn. Không khác nhau mấy ha. Đó, thì đây là bộ trang bị đây mình tháo bỏ một cái vũ khí của bộ trang bị gold đen cho anh em xem thử nha. Nó sẽ tuột đi. Wow, 30 mấy tê được chiến anh em à. Một cái vũ khí thôi mà nó đã tuột 30 mấy tê được khiến luôn. Còn đây là đồ đạc này kia của mấy con tướng. Hay chắc quỷ Guga, chắc quỷ Google, chắc quỷ Google và chắc quỷ Google luôn. Không biết là cái đội hình này đang sử dụng cái đội hình gì ta? Xanh tóc đỏ anh em à. Hay là Marco hay là Inel. Cái đội hình này á nó full luôn cả của bạn Huy Anh Huy là full luôn cả đội hình tay dài hay là đội hình bình thường đều cũng xài được anh em à. Wow, Inel đang sử dụng cái hình xăm là tăng tốc độ lên em à. HP dưới 45% điện tăng tốc độ tấn công lên. Bây giờ anh em chúng ta sẽ soi qua tới cái phần đột phá anh em, nhưng mà thôi trước tiên anh em chúng ta sẽ soi thử các cái chỉ số đi. Trụ phép sẽ tăng lên được thêm 1.6m nữa anh em à. 1.6m nè. Còn với bộ trang bị thường thì nó sẽ tăng lên được bao nhiêu m ta? Ở đây thì nó tăng lên 739.990. Đây. Nếu mà đỏ full sao hết á thì nó sẽ lên được 477k810. Còn cái bộ trang bị gold trắng thì nó cũng y chang nhau này mà. Nó cũng y hệt anh em, không khác gì mấy à. Bồ ghèn hiện tại bây giờ hết sạch sành thanh bồ ghèn luôn rồi. Wow. Còn Inel nó mới lộn con Mihao nó mới cầm có cái vũ khí không mà nó lên được tới 23.62T luôn à. Nó đeo cái bộ trang bị gold trắng này vô không biết làm sao nữa. Còn bộ trang bị gold trắng thì phép thì ở hình chai rượu nên em cái vũ khí hình chai rượu. Còn cái vũ khí công vật lý thì nó lại hình cặp súng. Hai cây súng anh em à. Hai cây súng bắn mới sướng, có con cây bắn không đã chút nào hết. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xem tới cái phần là đột phá. Cái bộ trang bị này nó sẽ sử dụng cái bộ trang bị gì để có thể là đột phá lên nha anh em. Đây, anh em có thể là sử dụng cái bộ trang bị gì đây. Ở đây thì nó xuất hiện mấy cái bộ trang bị vũ khí gold trắng thôi. Anh em có thể là sử dụng trang bị của gold trắng này anh em à. Ủa, lộn lộn, sorry, này là gold đen anh em.
Vậy là anh em có thể sử dụng bộ trang bị gold trắng. Ở đây không có món trang bị xanh nào hết anh em. Để mình vô trong lò rèn mình xem thử đây. Ghép. Ở đây thì nó cũng không có món vũ khí nào cũng xanh để anh em chúng ta có thể là xem thử là nó có thể đột phá được hay không. Mình sẽ qua một cái món khác để xem cho anh em. À, ở đây có áo tròn xanh này anh em à. Vậy là bộ trang bị gold đen này nó sẽ sử dụng là trang bị gold trắng với lại bộ trang bị xanh để có thể đột phá nha anh em. Đây, anh em chúng ta sẽ review chi tiết tắt tăng tặc tút tuần tuột về cái bộ trang bị gold đen luôn. Đó. Wow, càng khá là nhiều anh em à. 135k đá cổ ngọc, lộn đá đột phá với lại 442.500 đá siêu cấp. Wow, hơi bị nhiều nha anh em. Rồi, ok. Thì nhìn thấy hình nuôi thì anh em cũng là đã soi chi tiết hơn về cái bộ trang bị gold đen rồi phải anh em. Đó, soi cho anh em xem lại các cái chỉ số nó sẽ chênh lệch nhau như thế nào và đột phá thì sẽ cần những nguyên liệu gì. Thì nói chung là cũng xong rồi anh em. Giờ không biết review gì cho anh em xem nữa. Ở đây thì không có hương trang bị xanh tóc đỏ nữa hết á, hết sạch xanh xanh rồi anh em à. Đây, trời. Đồ đạc này kia SP đây, cuộn ba mấy 10.000 mấy luôn đó. Wow, cái túi linh hồn đồng dữ gì nè, 3.358 cái túi linh hồn anh em à. Wow, hơi bị nhiều nha anh em, không biết là có thể là solo bia được hay không, nhưng mà thôi. Rồi, ok, để chúng ta là sẽ tiến hành đi solo giao lưu này kia tí xíu nha, xem sao anh em. Ủa, Upin hồi xưa là như là Upin nó lại gì là gì pin anh em, Upon hay là gì đó anh em. Cái bộ phim hoạt hình hồi xưa mà nó hay xem cướp biển. Rồi ok, nên chúng ta sẽ solo lại các bạn là sẽ xem sao nha. Có Desinat này anh em à. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái đội hình đội hình AD luôn anh em à. Để xem thử bộ trang bị gold đen sẽ ngon hay không đây. Ê kìa. Cũng vẫn bị bên kia khóa chiêu anh em, bị bên kia hút lên kìa. Gold đen bên kia hút lên rồi nè. Wow. Đẩy 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 đẩy, ok đi nè anh em à. Quỷ nào bị gót nó mưa quá anh em ơi, đội hình quá là ngon anh em ơi. Mình xem thử hồi có 380 ta, 412 vẫn còn thua xa so với lại tàn khốc anh em. Tàn khốc hình như mình thấy là lên tới 404 anh em à. Đây mình xem thử tới pseudo lại gót giày star. Ủa, có tên gì, có tên lạ không vậy ta? Gót giày star là ai vậy? Mình cũng không biết là ai đó đây mà. Từ khi có nhiều bạn đổi tên cho nên là mình cũng chả biết ai. Nghe mình đổi tên dễ vãi đây mà. Có điều kiện xíu là cứ 5k lần đổi, 5k lần đổi quá là dễ nè. Cho nên là nhà nhà đổi tên, người người đổi tên, thích thì đổi tên, buồn thì đổi tên, mà không vui cũng đổi tên này mà. Nhiều khi không buồn không vui cũng đổi luôn. Đổi gì đam mê nè mà. BT Tuân rồi anh em à. Solo với lại GNQ thì làm sao, như là cái ạc này của GNQ thì phải nè. Ôi, có mỗi lúc là mình vô nãy mình vô mắt nãy, lúc mình vô cái ạc của ông chuối mình solo như là chỉ có mỗi con có ta ông chuối rồi, như là đúng là ạc ông chuối vậy, có mỗi con đó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ solo với lại Tuấn bé tí anh em à. Tuấn bé tí 190T nè, để mình xem thử với cái bộ trang bị gâu đen này có nguyên được Tuấn bé tí hay không. Wow. Ủa, bên kia hình như là có hai con tướng là phải anh em. Có con gâu đen với Beguna thôi, thì con xanh tóc đỏ anh em à. Xanh tóc đỏ xanh gì ấy nè, xanh gì ấy nè. Ủa, 5 con rồi nè. Có cả con gâu dơ nè. Ôi, với cái bộ trang bị gâu đen này cũng không thể nào mà win được Tuấn bé tí đâu ta. Anh em đợi xíu mình thay lại cái đội hình kia thử xem sao nè. Mình thay lại cái đội hình bình thường xem sao nè. Hay nè, bỏ con mắc cô ra, mình sẽ lấy con xanh tóc đỏ vô thử xem sao. Đây, cho con A ra phía trước đi. Nico Robin Navigot. Rồi, ok. Nếu mà không thích thì mình sẽ bỏ Nico Robin, mình sẽ lấy con đen dâu vô. Rồi, xong. Để mình test lại thử cái đội hình thử xem sao nè. Wow, win liền em à. Win lại liền. Mấy bộ trang bị gâu đen nè, vẻ thua được anh em. Bên kia hiện tại bây giờ là cái chỉ số hồi công nó lên bao nhiêu, 435 anh em à. 435, vậy là có như là K
cao hơn so với cả của Huy Anh Huy nãy mình thấy là cũng trong 421 này mà vòng tính bê tí hồi công khá là cao, nhưng mà cũng không thể nào có thể là win được Huy Anh Huy anh em. Bugatti, Matti, Tuti, gọi gì mà toàn TT không nè, tên là gì, BT Tuân hồi nãy khắc thiên anh em, khắc thiên cường mặt khá là máu mặt, lực chiến thấp nhưng mà chất lượng, thà ngắn nhưng mà nó to anh em, mà hàng không có đầu đầu lao rồi đó, tầm sàm rồi đó. Ôi à, khắc thiên múc bên GNV cũng vô khá là nhiều máu chứ anh em. Xanh tóc đỏ gần nửa ống nè, Nami God cũng gần 40% anh em à. Đấy, wow. Ôi Sanji bỏ luôn cái bạc khung của Sanji với lại Inel anh em à. Chơi một cái đội hình nói chung là bựa, khắm bựa. Hồi nãy mình thua ai ta? Desinat như là mình chưa quánh là tàn khốc, lại có tàn khốc rồi anh em à. Solo với lại tàn khốc thì sao biết là tàn khốc là sử dụng cái đội hình gì đây? Có mỗi con Marco anh em à. Bên thì Marco, bên thì Double Amigo. Hai bên chơi với nhau luôn. Không lẽ nào solo với lại hai bạn đó được cho anh em xem này. Upin, tàn khốc, Bugatti hết anh em. Không có ai để solo cho anh em xem hết đó. Matti thì sao anh em? 124T. Ủa Matti như là chung với lại server của mình thì phải đây mà. Wow. Test thử bộ trang bị gold đen cho anh em xem ha. Quá là xuất sắc anh em à. Tốc độ công với lại hồi công quá là cao anh em ơi. Căng, cực căng. Căng vãi anh em à. Bây giờ thì em biết là còn ai solo nobody nè. DK nobody mình solo thử xem sao nha. Chắc solo với bạn này xong chắc mình cũng sẽ kết thúc video luôn á anh em. Wow, có đội hình gì bựa dưới anh em. Đội hình này không đấu solo được anh em. Đội hình này vô quánh giao lưu giải trí cho anh em xem cho vui đó mà. Cái danh hiệu thì mình cũng không so cho anh em xem được à. Các cái kỹ năng cũng đã full 60 hết rồi anh em à, full 60 hết rồi đó. Ngoại trang gold đen không có hết đây. Sanji anh em à, còn gì để có thể show cho anh em xem đấy không ta? Nguyên Huy quần đảo hiện tại giờ cũng full 1000 điểm rồi, ai đang quýnh nổi nữa anh em à. Rồi xong, không còn gì để show cho anh em xem nữa, thôi thì chắc mình sẽ kết thúc video đây anh em. Đây, cảm ơn Gigan Huy đã cho mình mượn ạc để có thể là review của bộ trang bị gold đen chi tiết hơn cho anh em xem. Và bây giờ chắc mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình và đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục quay thêm nhiều video về cái tựa game đảo kho báu cho anh em cùng xem. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ra thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.